we sail a little bit high. Chúng ta nhận lại tiền thừa anh chị. 53, 53, 53, 53 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Con nó chưa nhiều đó bà nội, con nó chưa nhiều đó má. Mấy gì ra, mấy gì ra. Ở nơi ấy tôi đã thấy họ đi ấy, không cần giấy, không cần lá cây, chỉ có con cày, có con cày, có con cày dây, dây có con cày theo xa phòng 36, 36, 36, 36, 36. Còn mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa. Lần cuối gặp nhau bên gốc chuối, ăn chuối đi anh, ăn xong. Ủa sao ta? Thôi, bỏ không hết bài đây. Mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa. Tinh 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 tinh. Xuống gì đây, có mấy chị ra, mấy chị ra, có ba chị đây, ba chị đây. Đơn hồng đá xe duyên tình chúng ta, ngắm dáng em ngất ngây lòng ta. Đã ươm chào lá hoa trung cành, tiên hồng gửi trao. Lời thốt ra xin nàng khắc ghi, chớ để cho nét qua tàn phai. Bước xây qua sáng sơ cây cành, xa lìa duyên tình. 39 số là con mây. Số chừng rơi, số chừng rơi, lệ rơi ta khóc. Điên lời không sao nói ra. Ta đã vô tình cho xa bến bờ, biết bao thiên ngày say còn ai ăn. Ai hay lòng đau, yêu nhau mà xa nhau. Nhưng con thuyền chơi chơi theo ru để dung thương dưới ba phương nước trong đời buồn rụng. Hôm nay ta sao cúi mặt đành chỉ tay đơn đau. Dân người yêu hạnh phúc mà tiếng nghe nói đau. Dù có tiếng có yêu thương cũng tìm sâu trong lòng. Phần cô đa lẽ chia đôi có quà không yêu quà. Xin giữ lời thầy xưa chứng sao ta tình ai. Con 12, con 12, con 12, con 12, là con trong lá cờ hương. Trời ơi Sơn ca ơi em nằm mà đây. 12 kêu tiếp. Tào lao. Xuống gì đây? Cao nội bên góc túi đó nha. Chưa có trời đất ơi. Ông mua con ổng mà cũng đau động chung ghé. Không thiệt đó trời à. Thả con nhỏ ra làm đi. Rồi quơ nhỏ về. Mà núp ở xa góc chuối người ta có thấy đâu. Thiết quân là hả? Ai coi bà ra gì? Xuống gì đây cây xuống gì? Không nào mới điện. Chừng nào mới đứng con của đàn ông. Có đoạn nào có đứa con rồi. Không đâu con. Vô được chưa? Vô được chưa? Em vô được chưa? Hát đi. Xuống gì? Có ai cấm cả? Cái gì quá vậy?
Chị biết không? Nè, em một nói một lần nữa đi ha. Là một trong hai em phải nghỉ ra đòn. Ê, anh tắt nhạc. Giờ chị sao? Chị sao? Nè, ở đây giờ chị muốn gì? Nè. Chị muốn gì? Ở đây có live stream làm chứng nha. Ở đây là bao nhiêu khán giả đây thấy nha. Chị muốn gì? Mày có tin là tao điện một cú điện thoại cho con lộ là ngày mai tao với mày không đúng chân sân khấu không? Là chị nghĩ hả gì? Nó đuổi tao á. Ừ, đúng rồi đó. Thì hèn chứ mình, nó vừa mập mà nó vừa mạnh nữa, mày hiểu không? Làm sao làm lại, nó ăn một nở hàng ngày mà, mày thấy không? Ôi, tao gì chị chưa tới mập. Chẳng qua tao giống con heo xíu rồi. Ê, có hai chị em mày bước ở đây luôn á. Ê, ê, nó cắt còn hai xác nữa. Mày dòm hai cái đùi nó kìa, nó bực. Đi bố em ra. Buông ra chị vàng, buông ra. Trời ơi. Trời ơi. Ê. Chuyện, nó đánh chuyện mà giờ tao phải đánh thôi chứ không đánh không có luật đúng luật chơi, hiểu không? Sao hèn hạ vậy chứ? Mày ơi, hèn hạ vậy? Tự nhiên, mày đánh tôi cái đánh chuyện tôi. Đánh chuyện ba. Nói em sợ nó chặt em lại lắm. Ê, ủa, ai sẽ kêu số mày má? Vô 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 má ơi. Số gì đây? Số gì? Số gì đây? Vô đi! Tao sợ mày quá à. Chị nè, ô này của em. Ê, dạo này tao chưa có mua bảo hiểm với chấn thương tinh thần á. Cái ô này của chị. Ờ, cái ô này. Lên đi. Bước lên. Lấy đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Bước lên đi nữa. Kêu nha. Số gì đây, số gì đây. Chung một cái là té mặt đầu lên. Số gì. Một không. Mày gì đây, mày gì ra đứng cái này kêu số cho nó an toàn. Mấy gì đây, cái mấy gì đây, mày gì ra cái mấy gì ra hai gì đây. Hai gì đây, cái hai gì đây, hai gì đây. Mày gì đây, mày gì ra. Chị Giang. Cái gì? Chị là con số. Cái gì? 24. 24, cái 24. Cái con này nó bất dạy ghê. Thôi, 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 kêu đi. Chồng tao tính tiếp. 24, gạch vô, 24. Thôi. Anh xa. Kim Anh ơi, vì giảm đau thương mà ngờ đã trôi xuôi theo dòng nước chảy, chứ còn ngờ đó chính là sự thật. Sự thật như thế nào hả má? Như bếp than hồng ấm ỉ cháy tàn cho nấm bờ pho. Con số tư số gì ra, hai gì đây, hai gì ra, cái hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Phút đang rỡ niềm vui tươi như dòng lòng đủ đầy no ấm xung quanh năm 25, con 25 số gì đây, có mấy gì ra, mấy gì ra, có mấy gì đây, mấy gì ra. Chúc ẩn sống khỏe như trâu, sống dai mà như đĩa, sống lâu mà như rùa. Tiền tài dám lời mà thừa lừa, gia đình sung túc sung dậy mà bên nhau. Rồi con số 6, con số 6. Cảm ơn Trừng, chị sẽ sống lâu cho con cười. Con số 6, con số 6, con số 6, có mấy gì ra, mấy gì ra. Mày làm lại coi. Ba chục nguyên ba mươi. Nguyên ba mươi. Mấy gì ra, tốn gì ra. Đúng không? Không. Em nói thiệt với chị. Em nói chị nghe không? Không. Chị nghe không?
19 nha quý vị. Con 19, con 19 là con 19 số gì đây? Bốn gì đây cây, bốn gì đây, bốn gì ra? Đi cơm đã rơi cùng hai em bơi. Chưa dài mình phụ em không đến nơi. Khoan 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 khoan. Mẹ nó làm gì nó vô tay quạt má. Mẹ hồn. Bởi vậy không có chơi với mèo được là vậy á chị. Chị ghét con mèo ghê vậy trời ạ. Thì các bao nhiêu nước chai là nhộp, mặt sáng láng đẹp trai, nhìn bánh đèo khó chịu dễ sợ. Bánh đèo da da cà na xí mùi, đã gì còn mặc áo thồng nữa, vô cái tay lên. Mày góc đầu lên đi mẹ. Mày làm gì mày trốn? Mày đe chửi lúc mày trốn hả? Gục mặt nó đứng lên được hả gì? Chửi nó đi chị, chửi nó đi. Mình sống cái đời này mình phải biết, mình ngắm cái đầu nó chứ thiên hạ. Vô nó thiệt à, mà nó trốn luôn rồi. Số gì đây? Coi như là đời mình mất con người rồi đó, mất con khán giả rồi đó. Dạ, hình như là em cố tình rồi phải không? Ủa, vậy là mình tốt hay làm xấu cho đoàn ta? Hình như là em cố tình em làm cho mất đi một người khán giả đúng chưa? Em biết nỗi nhìn mặt nó khó chịu dễ sợ con bé. Em ơi, chị thay mặt gia đình dòng họ BD, em cố ông đội ngoài BD, ông Sơn, sở BD, xin lỗi em nha. Rồi ngày mai em kéo dòng họ em lại đây. Có gì em qua ngoài này nè. Đón... Gì má? Kéo dòng họ lại đây làm gì? Đón đường như tên già quýt chết mẹ đó. Gì vậy má? Số gì đây, số gì đây, cây số gì ra, số gì ra. Số gì đây, cây số gì đây, số gì đây. Có chồng rơi bóng dáng mẹ cha vì em đây mới thấy sao em cứ hay trong đêm không tập ừ 44 là một là kinh luôn. Và bây giờ 44 đã có chủ nhân may mắn nha khán giả ơi, ai đọc dậy tay nhanh chân lẹ tay chúng ta bước lên sân khấu à, và tiếp tục ủng hộ cho dòng lời mới với tiền vẫn là 10.000 đồng. Rồi, nhanh gọn và lẹ, chúng ta sẽ được chọn ra một vị chủ nhân may mắn nhất nhận qua tặng phẩm là một con gấu siêu to khổng lồ. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và trong thời gian này, khán giả mình nhớ ủng hộ tiếp tục vòng lời mới nha. Rồi, bước lên sân khấu đi em. Dòng lời mới mỗi lấy giá trị có 10.000 đồng, quý vị ủng hộ liền tay giùm em nha. Ai mua ủng hộ dơ ta cao tay mà lên ạ. À. Dạ bây giờ dò số thì chị ơi. 1588. 1588 đúng rồi. Số mấy mới kêu? À, số mới kêu là con 44. 44. 44. Có 1. 36. 362. 25. 253. Ủa. À chừng cái gì chửi, chưa chửi má. 12 đó bà nội. Ờ 12 có. Con nào biết chửi. Rồi ký hiệu là 1586, 44, 441, 36, 362, 25, 253, 12, 12. Em ơi, hãy thắp cái ánh sáng giúp chị đi em. Đó. Come out đi em, bước ra ánh sáng em ơi. Rồi, come out đi em. Tất cả ánh sáng tập trung vào em. Đó, 1587, 44. 44 trời đất, ê, không nhận đánh cái nồi mà dày thiệt luôn á bà. Đừng ở đây nhìn qua bệnh. Ai? Đó, trời trời, chết cha. Mặt tự nhiên, 44, 36, 25, 12, cái màu xó nó cũng đậm nó kìa, cái màu xó nó cũng đậm. Không có sao đẹp, đẹp mà. Trời nó còn bạc khó trên mặt nó nữa trời. Có, cái chân mày tiêu dẻ nè. Thiếu đâu vậy? Chị con. Trời ơi, giang hồ ghê luôn á. Bây giờ giang hồ bước ra đường con trai ai cũng có xăm. Mà là xăm chân mày. Không có, tập dẻ. Rồi bây giờ anh ơi, chúng ta nhận một cái tiếp cờ nha. Đó. Cái tiếp cờ là cái gì vậy bạn? Bạn ơi, bạn gái. Hay đưa. À, một cái phiếu từ thiện của Tivo đó. Trời, nói cho gọn đi. Từ thiện. Mình đưa này vô đây em gái. Ủa em trai xinh xinh. Bạn gắn tóc tắt len rồi ha. Anh trai luôn mũi cao, anh nhận giùm em có con này nha. Rồi, chị, em tặng chị. Rồi bây giờ mỗi người lần lượt qua bên kia nhận một quả banh của Dương Thanh Vàng. Bà bạn, qua đây. Qua đi cưng, em gái. Quay banh đi bà bạn. Rồi, ai số lớn nhất sẽ được nhận qua phần quà lớn nhất nha anh chị nha. Nhanh tay để chị tiếp tục ủng hộ cho dòng đời mới. 10.000 đồng anh chị, nhanh gọn và lẹ. Bà bạn, tôi lấy số mấy, không biết đâu đi ra đi bà bạn. Rồi, bánh tèo vô. Dựng cái banh liền bánh tèo. Đó, lẹ lên. Đó, thấy trai nè. Cao ráo, cao bôi, đẹp trai. Đúng cao rồi, gì né bà. Ăn được ba là ba né mà. Rồi nó chưa ra đâu ba, từ từ. Móc cái gì dưới đó, không có cái gì móc. Trời, móc. Mấy vậy? Em thách chị luôn á. 45 chia tay với em nha. 41 với 21 nè. Rồi, anh trai đọc giải. Anh nên bỏ này xuống nhận giùm em gấu to nha. If we sail a little bit higher.